hàng loạt nhà máy ở Quảng Châu đóng cửa. Tình hình kinh tế tại Trung Quốc đang diễn biến theo hướng rất đáng lo ngại. Các nhà máy kinh doanh đang ngày càng ảm đạm, đặc biệt là môi trường quốc tế đang thay đổi. Tất cả các nhà máy Trung Quốc hiện cạnh tranh gay gắt với các đơn đặt hàng của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ. Điều này đã đẩy nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào thế cùng, thậm chí một số buộc phải đóng cửa, dẫn đến suy thoái kinh tế trên diện rộng. Nhiều thống kê cho thấy, chỉ riêng ở Quảng Châu đã có khoảng 1.800 nhà máy đã đóng cửa do quản lý kém. Việc doanh nghiệp đóng cửa này cũng gây ra một hệ lụy đáng lo ngại. Đó là người lao động không được hưởng đúng mức lương của mình, một số thậm chí trắng tay. Đây là điều đau lòng nhất đối với những người làm công ăn lương, nhất là khi Tết cổ truyền đang đến gần. Một người công nhân than thở rằng, bây giờ nhà máy đã phá sản, không còn cách nào khác, bây giờ nhà máy đang rất lộn xộn. Tất cả những hàng hóa này đều không cần thiết nữa. Chủ nhà máy đã nợ tôi 10.000 nhân dân tệ. Bây giờ nhiều công nhân còn chưa nhận được lương mà nhà máy lại đột nhiên phá sản. Theo dữ liệu từ tổ chức phi chính phủ thuộc Câu lạc bộ Lao động Trung Quốc, chuyên giám sát chặt chẽ quyền của người lao động ở Trung Quốc, đã có tổng cộng 164 vụ tranh chấp lao động và các trường hợp vi phạm quyền lao động được báo cáo tính đến tháng 11 năm 2023. Con số này đã vượt quá con số hàng năm của 3 năm qua. Tỉnh Quảng Đông với rất nhiều nhà máy vẫn là tâm điểm của các cuộc tranh chấp giữa người lao động và chủ lao động. Phân tích của bản tin Lao động Trung Quốc nhận định rằng, suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch gây ra là nguyên nhân chính, dẫn đến sự gia tăng các cuộc biểu tình của công nhân. Việc giảm mạnh các đơn đặt hàng ở nước ngoài đã khiến tình trạng suy thoái kinh tế mạnh ở Trung Quốc. Từng được biết đến là công xưởng của thế giới, Quảng Đông đã từng thu hút một lượng lớn đáng kể các khoản đầu tư trong nước và quốc tế, khiến nơi đây trở thành trung tâm sản xuất quan trọng, đồng thời thu hút một lượng lớn lao động nhập cư. Tuy nhiên, hiện các công ty nước ngoài đã và đang chuyển nhà máy và các chuỗi cung ứng sang các quốc gia Đông Nam Á và các khu vực khác. Vậy nên, các nhà máy ở Quảng Đông đã buộc phải đóng cửa, các khu công nghiệp hiện nay yên tĩnh một cách đáng sợ. Không khó để bắt gặp cảnh tượng người đi xin việc đông đúc thế này, nhưng việc làm dường như là không có, vì nhà máy ở Quảng Đông đã đóng cửa rất nhiều. Khu công nghiệp ở Quảng Đông từng rất nhộn nhịp và sôi động, nhưng trong vài năm trở lại đây, số lượng nhà máy đóng cửa nhiều đến mức đáng kinh ngạc và khu công nghiệp này đang dần trở nên hoang tàn. Cách đây vài năm, nơi đây thường nhộn nhịp bất kể sáng sớm hay chiều tối, nhưng bây giờ lại yên tĩnh đến lạ thường.